quy trình hướng dẫn tham gia sự kiện ra mắt dự án The Crest Residence. Trước sự kiện, thư mời bản cứng và bộ thông tin cá nhân sẽ được gửi đến khách hàng. Lưu ý, vui lòng mang theo thư mời bản cứng và bộ thông tin cá nhân khi tham gia sự kiện. Khách hàng sẽ nhận được thông tin sự kiện qua email và tin nhắn SMS. Tại sự kiện, 5 bước tham gia sự kiện. Bước 1, đăng ký. Bước 2, bốc thăm số thứ tự ưu tiên. Bước 3, đăng ký vào phòng đặt chỗ. Bước 4, chọn căn. Bước 5, hoàn tất thủ tục. Bước 1, đăng ký. Khách hàng vui lòng đến làm thủ tục đăng ký tại quầy theo hướng dẫn của nhân viên. Nhân viên quét mã trên thư mời và đối chiếu thông tin trên hệ thống với giấy tờ tùy thân của khách hàng. Thông tin trùng khớp, nhân viên xé phần bốc thăm và bỏ vào thùng phiếu, sau đó đeo vòng tay cho khách. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải trình thư mời, giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan khi làm thủ tục đăng ký. Lưu ý, khách hàng phải mang theo giấy ủy quyền bản chính để làm thủ tục đăng ký khi đến tham gia sự kiện. Bước 2, bốc thăm số thứ tự ưu tiên. Việc bốc thăm thủ công sẽ đảm bảo tính minh bạch và công khai. Nhân viên quét mã trên phiếu vừa được bốc để lấy số thứ tự ưu tiên. Mã đặt chỗ sẽ hiện lên bảng số thứ tự, bảng màu hồng với số thứ tự ưu tiên tương ứng. Bảng màu tím, những khách hàng sắp tới lượt và chờ vào phòng đặt chỗ. Bảng màu đỏ, những khách hàng đã bị qua lượt. Bảng màu trắng, những khách hàng đã vào phòng đặt chỗ và đang chờ đến lượt. Bảng màu xanh lá cây, những khách hàng đang chọn căn. Bảng màu vàng, những khách hàng đã chọn căn. Bước 3, đăng ký vào phòng đặt chỗ. Khi mã đặt chỗ của khách hàng xuất hiện ở bảng màu tím, bảng sắp đến lượt, khách hàng sẽ di chuyển đến khu vực trước phòng đặt chỗ để được dán số thứ tự. Sau khi được dán số thứ tự, khách hàng đến khu vực chờ trong phòng đặt chỗ. Khi đến lượt, nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký. Sau đó, khách hàng sẽ được mời đến khu vực chọn căn. Lưu ý, trong trường hợp khách hàng chưa làm thủ tục đăng ký, sau 2 phút kể từ khi mã đặt chỗ của khách hàng xuất hiện ở bảng màu tím, khách hàng sẽ bị đưa vào danh sách qua lượt. Tuy nhiên, khách hàng sẽ được hỗ trợ đăng ký vào phòng đặt chỗ bất cứ khi nào khách hàng có mặt trở lại. Bước 4, chọn căn. Khách hàng sẽ quét mã vạch và thực hiện thao tác chọn căn. Lưu ý, khách hàng vui lòng kiểm tra lại thông tin trên hệ thống trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Những căn màu vàng và căn màu đỏ là những căn đã được chọn. Khách hàng chỉ có thể chọn những căn màu trắng. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền sẽ được đăng ký chọn căn cho các số thứ tự mà mình phụ trách với điều kiện các số đó đều đang đến lượt. Khách hàng là người nước ngoài. Trường hợp 1, khi sản phẩm còn trong hạn mức cho phép, khách hàng sẽ có hai lựa chọn: hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê dài hạn. Trường hợp 2, khi sản phẩm đã hết hạn mức cho hợp đồng mua bán, khách hàng chỉ có thể chọn hợp đồng thuê dài hạn hoặc có thể chọn hủy đặt chỗ. Sau khi hoàn tất chọn căn, nhân viên sẽ ghi lại mã căn vừa chọn và thư mời cho khách. Lưu ý, căn đã chọn sẽ không được đổi mà chỉ được hủy. Mọi trường hợp hủy căn sẽ dẫn đến hủy lượt. Bước 5, hoàn tất thủ tục. Sau khi hoàn tất việc chọn căn, nhân viên sẽ hướng dẫn khách ra khu vực chờ, đồng thời hỗ trợ khách lấy bộ thông tin giá tương ứng với căn mà khách đã chọn. Sau khi nhận được bộ thông tin giá, khách hàng sẽ được hướng dẫn đi đến bảng admin để tiến hành ký giấy tờ. Sau khi hoàn tất thủ tục, khách hàng di chuyển ra khu vực chờ bên ngoài phòng đặt chỗ và đợi đến lượt nhận lại bộ hồ sơ của mình. Chúng tôi có trang bị màn hình hiển thị cập nhật các hồ sơ đã hoàn thành bên ngoài phòng đặt chỗ.
khách hàng vui lòng theo dõi thông tin trên màn hình để nhận lại bộ hồ sơ hoàn chỉnh của mình. Hoàn tất quy trình. Xin cảm ơn.